Thì tiếp theo phần này thì tôi sẽ dẫn mọi người về cái những cái kiến thức liên quan đến việc size sheet để các em hiểu rõ hơn sau khi chúng ta đã làm một số cái vấn đề liên quan nó, đúng không ạ? Thì trong cái phần này thì mình sẽ giới thiệu cái phần để đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu xem là cái khái niệm là xem size sheet là gì, đúng không? CSS là gì? Cái thứ hai đấy là mình sẽ sử dụng những cái CSS, những thành phần CSS mà hay dùng dùng rất nhiều trong lập trình web. Đấy, thì đấy là cái mà hai cái nội dung. Sau đó thì đến lúc mình sẽ hôm nay là mình làm một cái bài vừa vừa xong, buổi tới mình sẽ làm cái bài nó phức tạp hơn tí, đúng không ạ? Thì các em nhìn thấy là đây là một cái nội dung size sheet này, đúng không? Thì nếu mà viết nha, thì tức là size sheet nó đang áp dụng như, ví dụ như ở đây chúng ta đang dùng cái gì, chúng ta đang viết size sheet cho một cái thẻ body đấy. Và trong này thì với cái thẻ body này thì nó đang dùng cái là background color này, đúng không? Thiết lập cái này màu lên đó. Chúng ta viết size sheet cho cái thằng thẻ H1, đúng không? Thẻ H1 này thì áp dụng cho cái màu, đúng không? Cái màu nó là màu màu gì? Màu cam, đúng không? Và cái text chữ này tức là gì? Chúng ta căn chỉnh ở gì? Ở giữa. Và chúng ta áp dụng cho cái thẻ P. Thẻ P này chúng ta sẽ dùng cái font family này để mình áp dụng cho cái font chữ của nó. Thì các em để ý nhé. Khi nếu mà trường hợp mà nếu chúng ta áp dụng một cái font chữ đấy, nếu có nhiều từ thì các em để ý là chúng ta sẽ cần phải cho cái vào cái dấu nháy kép này, đúng không ạ? Còn nếu bình thường là tức là font chữ của chúng ta có một từ thì các em không cần, các em có thể viết luôn. Hoặc là font size này chúng ta để cái kích cỡ của chữ, đúng không ạ? Thì đây là một cái đồ đạo size sheet. Vậy thì size sheet là gì? Thì size sheet viết tắt của từ cái cách casting style size sheet, hay người ta gọi là định dạng hàng loạt. Định dạng hàng loạt tức là gì? Chúng ta nếu mà chúng ta dùng size sheet chỉ là định dạng cho mỗi cái thì hơi phí, đồng ý không ạ? Thì với cái size sheet, cái kỹ thuật này sinh ra để gì? Để em có thể gì, định nghĩa và trình bày cái thông tin hiển thị cho cái thằng HTML để nó đẹp hơn, hấp dẫn hơn, đồng ý không ạ? Giống như vừa các em nhìn thấy chúng ta căn chỉnh ấy, đúng không? Chúng ta cho màu sắc, đúng không? Chữ đậm, chữ nhạt, đúng không? Chữ gì, chữ xanh, chữ đỏ, vân vân. Đó, thì đấy là cái mà các em chú ý. Và sau này tức là cái lợi ích của việc là khi mà viết size sheet đấy là chúng ta sẽ gì, chúng ta hoàn toàn có thể bị tách ra thành một file có định dạng là .css. Sau này khi mà cần dùng nhiều trang web trong cùng một dự án, đúng không? Hoặc là những dự án khác nhau thì chúng ta chỉ cần gì, copy rồi chúng ta import vào là xong, đúng không ạ? Và sau này giả sử như là bình thường thì ví dụ như là các em nhìn thấy là vừa như là cái tiêu đề chẳng hạn, chúng ta đang một xanh chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng ở 1.000 chỗ. Sau này giả sử như theo cái nhu cầu cái màu ra màu chủ đạo hơn, màu xanh nha, màu gì, màu cam chẳng hạn, thì lúc đấy thì nếu mà dùng size sheet thì chúng ta chỉ cần vào gì, thay đổi cái thông tin đấy một chỗ là 1.000 chỗ kia có thể tự thay đổi theo, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là lợi ích của nó. Và trong quá trình mà khi mà làm việc đấy thì chúng ta sẽ chủ yếu chúng ta sẽ gì, với cái bài hôm nay chúng ta sẽ gì, viết ra những cái định nghĩa ra một cái file đấy và có sử dụng cái định dạng là gì, chấm xét, được chưa ạ? Thì bây giờ mọi người nhìn thấy là chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta mở cái bài hôm trước ra, bài mà hôm qua chúng ta thực hiện đấy ạ. Đây các em nhìn thấy là hôm qua chúng ta để cái file này, đúng không ạ? Ok không? Đấy, thì các em nhìn nhé, bây giờ để làm nhanh thì chúng ta sẽ gì, tôi sẽ tận dụng cái việc là tôi copy hai cái trang này sang phần 2. Như các em nhìn thấy là tôi sẽ chỉnh, các em nhìn chưa ạ? Tôi sẽ để là làm việc với CSS. Đó, được chưa? Sau đó thì cái size sheet của tôi sẽ để là gì? Là CSS, đúng không? Và trong này có sẽ có cái my style. Các em chỉnh đi ạ. Chỉnh hai cái khu vực. Chúng ta chỉnh cái trang HTML. Chúng ta tái sử dụng để chúng ta đỡ phải viết đi viết lại, đúng không? Và như là tí chúng ta viết size sheet. Cái thứ hai đấy là chúng ta sẽ tạo ra thư mục, và trong đấy chúng ta sẽ đưa cái phần my style vào trong đấy. Các em sẽ mở cái file này ra, mở thì các em có thể mở bằng Notepad cộng cộng hoặc là mở bằng gì, NetBeans, đồng ý ạ? Đây tôi sẽ mở bằng cả hai. Đây mình chỉ cần mở file đây, đúng không ạ?
Thì sau khi mở file ra như này thì chúng ta cái đầu tiên chúng ta cần phải thực hiện đấy là gì? Chúng ta sẽ đổi cái tên này. Được chưa ạ? Đấy, và chúng ta sẽ đổi file size sheet này. Đấy, thì mình sẽ phải thêm cái đường dẫn. Và trong thư mục này thì các em phải thêm nha. Được không ạ? Thì sau khi mà chỉnh sửa thì các em chạy đi. Xem là nếu mà cái size sheet nó vẫn đang ăn không. Nếu ăn thì chứng tỏ các bạn đã bị tích hợp size sheet ok. Rồi đúng không ạ? Như vậy là vẫn giữ nguyên được. Các bạn nhìn nhé, F12 này. Nếu mà trường hợp các em dùng cái Chrome thì các em có thể mở F12 ra. Đây các em nhìn thấy này. Hay nó áp dụng size sheet này đúng không ạ? Cái tiêu đề của chúng ta đúng không ạ? Nhìn chưa? Cái đường dẫn này. Được chưa ạ? Rồi như vậy là ổn. Các bạn thử xem được không ạ? Đúng rồi, kiểm tra xem đường dẫn nữa. Các bạn vừa mở cho tôi cái phần My Style nữa, để đến lúc chúng ta sẽ viết nữa, đúng không? Thì trong một cái khái niệm với thằng size sheet ấy, thì nó có một cái gọi là đơn vị. Và cái này có thể nói là gì vô cùng quan trọng với người lập trình web, với những người mới các bạn. Thì các bạn phải hiểu là tức là trong với khi mà dùng size sheet có đơn vị đo trong lập trình web thì người ta sẽ dùng cái đơn vị là pixel, đúng không? Tỷ lệ điểm ảnh trên màn hình. Thì với pixel này tức là nó tùy theo màn hình, tức là nếu trường hợp màn hình của em tức là to thì nó nhìn cái to, màn hình nhỏ nhìn nhỏ, đúng không? Và thường là trong quá trình mà khi lập trình web thì người ta thường sẽ dùng cái pixel này. Sau này khi con lập trình di động thì nó sẽ có những cái đơn vị như thế, như Android hoặc là iOS, đúng không? Cái thứ hai đấy là cái có đơn vị PT này. Thì PT đây là đơn vị in ấn. Đã nói đến in ấn thì cái việc là gì? Người ta đang mong muốn là bất kỳ trên kích thước màn hình nào thì nó phải giữ nguyên cái tỷ lệ đấy, đúng không? Phải in mà. Đấy thì đấy là đơn vị PT. Và có thể dựa trên độ phân giải người ta tính được cái độ là DPI này. Đấy, sau đó mình có thể chia ra tỷ lệ. Thì đây là cái hai đơn vị, trong đó là đơn vị pixel là dùng nhiều nhất. Bên cạnh đó thì nó có hai cái đơn vị nữa, đây là gì? Đơn vị em và đơn vị phần trăm. Sau này khi các em view một cái size sheet của một cái trang web nào đấy thì các em đọc thì các em hiểu là gì? Cái đơn vị em, đơn vị phần trăm và đơn vị tương đối, đúng không? Thì phần trăm vừa một người được trải nghiệm rồi, đúng không? Như ta để là 100%, như ta để tỷ lệ là gì? 80 và 20 hoặc 20 và 80 hoặc 15 và 85, đúng không? Đúng các bạn? Đó thì đấy là cái đơn vị phần trăm, tức là nó tương đối. Tương đối tức là nó sẽ bị sai khác, đúng không? Không phải chính xác 100%. Được chưa ạ? Hoặc đơn vị em tức là cũng đơn vị tương đối. Thì nếu các em muốn quy chuẩn hoặc là quy đổi ra cái đơn vị pixel ấy, thì một em sẽ bằng gì? 16 pixel. Được chưa ạ? Nếu trường hợp mà bây giờ ghi là tức là gì 0,5 em thì bằng bao nhiêu pixel? Bằng 8, đúng không? Ok không ạ? Đấy, thì đấy là cái bốn cái đơn vị mà người ta thường dùng khi mà người ta định nghĩa size sheet. Đây, thì trong này thì các em nhớ là đơn vị PT của chúng ta, đúng không? Là nó cố định, nó không thay đổi trên mọi màn hình. Em và phần trăm là đơn vị tương đối, đúng không ạ? Pixel tức là gì? Là đơn vị thì người ta thường dùng và nó thay đổi tùy theo các cái việc là như em phóng to, thu nhỏ cái trình duyệt cái ứng dụng của các em thì nó sẽ tự động thay đổi, đúng không? Đấy là lý do ở đây có ai đã từng tức là mở ra xong là zoom không? Ví dụ nhìn thấy cô gái là xinh quá trên Facebook sau đó thì zoom để nhìn rõ hơn đấy. Có anh chưa? Thì đây các bạn nhìn này, nó sẽ dùng cái nút này này. Đây nhá, đây này. Đấy, nhìn chưa? Ok không? Thì các em zoom như thế thì nó nhìn nó to đúng không ạ? Đấy, hoặc là nhỏ này. Đấy, các em có thể ấn đúng cộng, Ctrl cộng. Đúng không? Nếu mà muốn trở về đúng tỷ lệ thì ấn thì Ctrl 0. Ctrl 0 đúng không? Được chưa ạ? Đấy, thì đấy là cái các em chú ý về cái đơn vị của nó. Cái thứ hai đấy là cái về cái phần trong cái nội dung này thì sau khi chúng ta hiểu về khái niệm thì chúng ta sẽ có đơn vị và cái tiếp theo đấy là chúng ta muốn hiểu đây là cái cú pháp của một cái size sheet. Thì các em để ý là với một cái size sheet ấy, giống như vừa rồi như một số bạn làm đang bị lỗi đấy, tại vì các bạn nhìn thấy là các bạn đang chưa quen cú pháp thì nó không giống như lập trình, đúng không ạ? Thì khi viết mình đã gọi là tức là nó đã có những bộ từ khóa rồi thì mình viết phải viết chuẩn.
Thì ở đây tôi đang nhìn nhé, giả sử như em nhìn thấy là với một cái size sheet nó sẽ bao gồm luôn luôn bao gồm hai cái phần. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn mới học một chút thôi nhưng mà đã thấy là khá là nhiều thứ rồi đúng không? Trong khi đó là một cái phần tương đối là nhỏ chưa, nhưng mà thì nó rất quan trọng sau này lập trình web mình cũng nhiều thứ đúng không? Ví dụ như các bạn lập trình web server thì nó còn có những kỹ thuật liên quan đến về server nữa, rồi về database nữa đúng không? Về rồi tức là xử lý đa màn hình, xử lý trên hiển thị trên như là trên tablet hay là trên smartphone, rất nhiều thứ nữa. Thì các em nhìn thấy này, thì trong cái sheet khi định nghĩa đấy thì người ta gọi cái mà các em đối tượng mà các em đang làm việc với nó đấy thì nó gọi là gì, là selector. Selector tức là đang ám chỉ là cái đối tượng mà mình đang làm việc, đồng ý không? Thì đối tượng đấy có thể một hoặc nhiều tùy theo cái nhu cầu của em. Ví dụ nếu mà chúng ta đang định nghĩa là cái thẻ H1 này chúng ta đang làm việc với một họ đúng không, tức là sau này cứ thằng nào mà có thì có cái thẻ cứ định nghĩa cái thẻ H1 thì tôi sẽ được áp dụng cái size sheet như thế đúng không ạ? Và chúng ta có ví dụ như trong với cái thằng này đây là selector này, sau đó thì từng cái thuộc tính của size sheet như sau này thì nó sẽ luôn luôn theo cái là key và value đúng không? Thì cái mà các em nhìn thấy đây là key này, nhìn chưa, đây là cái key đó, sau đó hai chấm, cú pháp của nó là hai chấm, sau đến thì value. Đấy, như vậy là vì một cái thuộc tính của size sheet nó bao gồm hai phần, thứ nhất là đầu tiên đấy là phần key, là cái tên của cái size sheet đấy, và thứ hai là cái giá trị của size sheet đấy đúng không ạ? Trong trường hợp nếu các em viết nhiều size sheet cho một cái đối tượng ở đấy, một cái selector đấy đúng không, thì ngăn cách giữa các thuộc tính bằng dấu chấm phẩy, đấy ạ. Nhưng mà Tuấn Anh vừa em bị viết sai tại vì em quên không chấm phẩy đúng không? Đó thì đấy là cái chú ý như vậy. Và trong size sheet thì khi mà quá trình mình làm ấy, thì mình có thể dùng cái thẻ, tức là các em có thể dùng comment theo kiểu nha đúng không, giống như comment trong lập trình ấy, đúng không, có thể là C cộng cộng, có thể là Java, có thể là C sharp. Đấy, thì bằng cách là gì, xẹp sao sao xẹp để trong PHP người ta dùng vậy đúng không? Thì mục đích của comment tức là gì, để làm rõ nghĩa, giúp chúng ta làm rõ nghĩa cái việc là gì, làm rõ nghĩa cái tức là xem là gì cái ý nghĩa của chúng cái đoạn size sheet chúng ta làm cái gì. Tất nhiên vừa tôi comment cái phần là, tức là cái phần này để trình bày từng cái nội dung của sách, đồng ý không ạ? Đó thì đấy là cái các bạn chú ý này. Sang cái tiếp theo đấy là cái phần gọi là gì, ID selector. Thì nhớ nhắc lại nhé, cái này chúng ta vừa trải nghiệm rồi đúng không ạ? Thì ID selector tức là gì, tức là sau này nếu các em viết đã gọi là ID là duy nhất rồi đúng không ạ, thì trong một trang web thì ID tức là duy nhất để xác định đây là tôi, đây là Hà hay đây là Tuấn chứ không phải một ai khác đúng không ạ? Thì để định nghĩa tức là để viết size sheet để áp dụng cho cái ID đấy thì mình sẽ dùng cái dấu là gì, dấu thăng, được chưa? Ví dụ như vừa rồi chúng ta làm này, các em nhìn nhé, vừa chúng ta làm đúng không, thì chúng ta ví dụ như chúng ta có thể viết một cái đây, trở lại cái booking mà chúng ta vừa thực hiện nhé, để các bạn nhìn thấy. Đây thì nếu như vừa chúng ta viết như này đây, tức là gì, nó sẽ áp, tức là những thằng nào mà có cái thẻ, tức là cái thẻ HTML mà cứ thằng nào có ID là book book name này đúng không, thì sẽ áp dụng size sheet nhỉ, được chưa? Đấy thì đấy là ý nghĩa của nó. Tiếp theo đấy là cái phần là gì, class selector. Thì với class selector tức là nó sẽ làm việc với một họ, thì thường mục đích người ta dùng ID để làm gì, để làm việc với một đối tượng cụ thể. Class tức là để là chúng ta làm việc với họ, làm việc với nhiều đối tượng đúng không? Thì khi mà làm việc chúng ta dùng dấu chấm này và tên cái class đấy thì mình sẽ dùng cái thuộc tính class để mình định nghĩa nó. Đây ví dụ như em nhìn thấy này, ở đây như chúng ta có cái phần là display này, chúng ta có company, có address này, được chưa? Đấy, thì đây chúng ta sẽ thông qua cái thuộc tính, nhớ nhé, thông qua thuộc tính class này để chúng ta định nghĩa, để chúng ta gọi cái size sheet đi ra. Và nhớ là gì, khi mà chúng ta dùng cái class này chúng ta áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau đúng không, có thể thẻ div đấy, có thể thẻ p đều ok hết. Và khi sử dụng thì nó có ba cách đúng không ạ? Thì các em nhìn thấy này, nó sẽ theo thứ tự ưu tiên nhé. Đầu tiên là sẽ ưu tiên cái gì,
cái thằng, tức là khi mà các em viết size sheet trong cái phần tử đấy, cái phần tử HTML, đồng ý không? Thứ hai là sẽ áp size sheet cho cái gì, cái thẻ style này trong cái trang, và cái thứ ba mới là gì, file size sheet bên ngoài, đồng ý không ạ? Nếu mà bình thường các em import ba cái phần đấy vào thì mình sẽ theo trình tự ưu tiên như vậy, được chưa ạ? Cái ba cái thì ở đây nó có một cái thuộc tính gọi là background color này, chúng ta vừa thấy rồi đúng không? Thế để chúng ta thiết lập một nền. Và cái thứ hai là cái background image này, thì cái thằng này vô cùng hay. Thằng này tức là gì? Cái thằng background image này tức là dùng ảnh để làm nền. Đúng không ạ? Thì đấy là lý do tức là sau này mình có thể dùng là gì? Mình nhiều bạn nhìn thấy, tức là nhìn thấy bảo ôi tại sao người ta thiết kế hay thế, nhưng thực ra thì bản chất là vì người ta dùng một cái nền xong người ta viết chữ trên đấy. Người ta dùng size sheet. Đúng không ạ? Thì lúc đấy chắc chắn là các em để dùng cái background image này. Thì trong cái background image này nó có một cái URL. Thế là chúng ta sẽ chỉ ra cái dùng cái ảnh này để làm gì, được chưa ạ? Thì các bạn nhìn nhé, bây giờ chúng ta sẽ thử. Mọi người có Photoshop không? Photoshop không? Thì không có Photoshop, bây giờ tôi sẽ chuyển cho mọi người, hoặc là trong cái phần tôi chuyển cho các bạn đấy cũng có rồi đấy. Mọi người có thể nhìn thấy, các bạn mở ra. Để tôi sẽ chuyển cho mọi người một cái gọi là nhìn thấy cái ảnh chưa? Thì cái ảnh này thì rõ ràng là vì cái ảnh này nó đang rất thì cái chiều 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 tức là cái chiều dài của nó đang rất nhỏ đúng không? Mọi người nhìn thấy không? Nó là một đường kẻ thôi, đúng không? Thế bây giờ tôi sẽ dùng cái kỹ thuật size sheet để tôi sẽ gì? Tôi sẽ tạo ra một cái cả một cái mạng bao cái hình này. Tức cái ảnh này tôi xếp chồng xếp chồng xếp chồng xếp chồng. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ dùng cho tôi một cái ảnh. Ảnh ở đây thì các bạn có thể dùng cái như là image này, tạo ra thêm một image, rồi copy cho tôi cái ảnh 01 vào. Đây. Tôi để đây để tôi sẽ thử demo cho các bạn, đúng không? Thì sau khi kép copy cái ảnh là img01 jpg ra đúng không? Thì các em nhìn thấy nhá. Bây giờ tôi sẽ định nghĩa size sheet trong này. Nhìn chưa? Cái phần body của tôi, cái thẻ body của tôi áp dụng size sheet như sau này. Background image này, nhìn chưa? À, hoặc là dùng, có thể dùng background thôi, vừa là trong cái bài này của các bạn, tức là đến lúc cái bài mà tôi chuyển cho các bạn thì có phần rồi các bạn xử lý này, trong này nó chưa chuyển, tôi để tôi chuyển luôn cho các bạn cái size sheet. Tôi sẽ chuyển cho mọi người cái size sheet và tôi yêu cầu mọi người sẽ dùng những cái ảnh và cắt đấy để làm ra. Đây em nhìn nhìn qua đây. Yeah. Tức là nếu viết như này tức là gì? Là chúng ta đang dùng cái ảnh này và chúng ta repeat, repeat x tức là lọc. Bây giờ cái ảnh của tôi nó nhỏ nhỏ như vừa rồi đúng không? Thì bây giờ tôi xếp chồng theo chiều dọc, chiều x ấy. Thì nó sẽ tạo ra cả một cái vùng, tức là cái background theo cái ảnh này. Thì đấy là một cái kỹ thuật rất hay mà muốn giới thiệu với các bạn. Đây nhá, chúng ta sẽ thử. Chúng ta sẽ để là image này. img01jpg đó, repeat x đó. Thử nhá, sau đó thì khi ok rồi chúng ta thử chạy ngay để chúng ta xem nhé. Nghe là cái ảnh của tôi này, như ở đây tôi chưa nhớ đúng. Image không cần, nhưng cái tên ảnh của tôi nó đang bị sai rồi, đó là cái image không được. Chưa được.
Cái vị trí đó là đây, tôi thấy nó ăn rồi nhưng mà chưa hiểu sao là nó chưa được. Đấy, thì khi mà không được đấy thì game nhìn thấy là cái thằng Firebug hoặc là cái phần công cụ hỗ trợ của developer, với như trên Chrome thì nó có phần là Mover Tool này, Tool Developer Tool này, nhìn chưa? Đấy, để giúp mình có thể kiểm tra lại. Các bạn thử viết đi xem ok không? Xem có giống như của tôi không? Cái size sheet này của tôi thì tôi đang viết ở trong đây. Đây là cái đặc biệt này. Viết trong thư mục này đúng không? Các bạn. Sau đó cái ảnh này của tôi là viết trong cái image này. Như vậy là gì? Nó chỉ tức là với nếu mà các em để cái file size sheet ở bên này thì ở ngoài này thì chắc chắn được. Tại vì từ file size sheet này nó truy xuất vào cái thư mục image đúng không các bạn? Đúng không? Nhưng mà nếu mà vì vì chúng ta viết cái file size sheet này ở trong cái file này thì mình làm cách nào đó mình phải đi ra được ngoài thư mục bên này. Thư mục số code đúng không? Đúng không ạ? Sau đó mình mới truy xuất được vào image thì mới được chứ đúng không? Có hiểu ý không ạ? Mình đang viết như này. Mình đang viết như này tức là gì? Là thư mục của mình phải được cung cấp với thằng image. Nhưng do cái thằng size sheet của mình lại để trong thư mục CSS, nó là cấp con của thằng gì? Thằng tức là thằng chuột. Đúng không? Đúng không? Nó ở bên trong cơ. Thì để ra bên ngoài đấy, các em dùng hai dấu chấm này. Đấy, dùng hai dấu chấm. Các em có thể để dấu nháy và để cho nó phân biệt. Dùng hai dấu chấm đừng rất tương đối. Thì đây là cái mà các bạn chú ý. Được chưa? Đấy. Thì như vậy thì nó sẽ áp được cái phần background này. Nó lọc. Nếu tôi không lọc nhé, nó có một cái thuộc tính là low, no repeats. Đây em nhìn này, no repeats. Nếu mà tôi no repeat, được chưa? Được chưa? Nếu no repeat nó như thế. Còn ở đây thì tôi sẽ dùng repeat x, tức là lặp theo trục x. Đấy. Hay tức là mình nếu mình làm mình có để ý hoặc là mình để tổ chức như thế thì nó sẽ dễ bị lỗi như thế. Thế đây mình phải tính lại, mình xem lại cái đường dẫn nó. Mới biết tại sao ở đây tôi phát hiện ra ở đây em nhìn này. Tại vì tức là tôi mở ra nhỉ. Đấy, sau tôi nhìn nó đâu ra thì nó có một thư mục là chấm xé hết. Đây nha, tôi để lại cho các bạn xem nhé. Đây này. Các em nhìn này. Đây tôi để nhỉ. Đấy nha, nó không được đúng không? Đây. Thì tôi mở đâu ra này. Đấy, nó thấy có một thư mục là CSS. Nhìn chưa? Đúng không? Tức là nó nếu mà các em để image trong cái thư mục CSS này thì ok. Được chưa? Nhưng mà vì mình ở để bên ngoài nên mình phải thêm cái dấu này. Hoặc em có thể dùng kiểu này cũng được thì vậy. À không được. À, những cái nó phải dùng kiểu kiểu này cái. Đúng không ạ? Đấy, kéo là theo dấu hai chấm. Rồi ok, các bạn đưa vào đi ạ. Tiếp tục nha. Đấy thì chúng ta vừa làm như này, nhớ nhé. Hoặc chúng ta có thể tách ra. Tức là bình thường chúng ta có thể dùng background đúng không? Hoặc là chúng ta có thể dùng các từng thuộc tính. Dùng image thôi này, repeat hay không này, position vị trí của nó này. Thì nhớ là cái chúng ta vừa viết này thì chính là cái gọi là vị trí nhé. Đúng không? Vị trí để nó lọc. Text color tức là cái màu của chúng ta, cái này thì dùng color đúng không? Thì nó có ba cái để em viết, em nhìn thấy như bình thường tôi có thể dùng tên màu đúng không? Đúng các bạn, hoặc là dùng RGB hoặc là dùng cái mã màu trên mạng dạng hexa này đều ok hết. Text alias thì nó sẽ gồm ba cái, tức là nó sẽ thường dùng cái như là center này, left này, right này, justify, justify thì căn hai bên, đó, nó dàn hai bên. Đấy, đúng rồi, không nó dàn dàn hai bên chứ không phải ở giữa, nó dàn để căn hai hai lề đấy, giống như trong Word đấy đúng không? Ừ, đúng rồi, justify. Chúng ta có text decoration thì cái này tức là chính là cái các bạn có thể dùng như là chữ
gạch chân hay chữ không gạch chân. Text transform mình chúng ta vừa nhìn thấy rồi đúng không? Nó có thể chuyển về chữ gì? Chữ hoa, chuyển về chữ thường, có thể tức là gì? Các chữ thì từ đầu, tức là cái ký tự đầu của chữ sẽ viết gì? Viết hoa. Đấy, thì capital này. Đây, đúng không? Nó sẽ có những cái color này để xét màu đúng không? À, chúng ta lin 2 để chúng ta thiết lập cái đường kẻ text area này. Đấy, text score. Text shadow tức là để tạo ra hiệu ứng đổ bóng. Một số những cái như là cái khoảng khoảng trắng đấy, khoảng khoảng cách của nó được em mình. Nhưng chủ yếu mình sẽ dùng những cái như tôi vừa sâu ra. Nó có cái về CSS phông chữ. Thì bản chất phông chữ là khác nhau điểm gì? Nó khác nhau ở chính là cái việc nó khác nhau ở cái style hiển thị. Đúng không? Như em nhìn thấy này, ba cái phông chữ này nó có sự khác nhau đúng không? Đúng không? Đấy, thằng này này. Thì nó có thêm cái nét này. Với thằng này thì nó sẽ bổ sung thêm cả cái nét này. Cái nét này đấy. Nhìn thấy không? Hai thằng nó khác nhau đúng không? Mưa. Bây giờ ta so sánh hai cái thằng này. Được chưa? Thì đấy là sự khác biệt cái phông chữ. Thì khi mà dùng cái phông chữ thì mình nên dùng cái phông family này. Thì các em nhìn này. Nếu mà viết này. Đấy, nếu mà một cái size mà viết phông chữ này thì nó sẽ ưu tiên theo cái thứ tự là gì? Từ trái có phải? Nhớ nhá. Đấy, đầu tiên nó ưu tiên cái phông chữ này. Nếu trong hệ thống của các em có cái này thì nó dùng luôn. Đồng ý không? Không có mà nó xem mình nhìn thấy trong hệ thống có này thì nó dùng luôn nha. Đúng không? Và nếu không có này mà có này thì nó lại dùng tiếp này. Còn nếu không có nữa thì nó dùng mặc định. Đấy chưa? Đó thì đấy là cái chú ý là dùng cái phông family để thiết lập cái phông chữ nhé. Có thể nói là bình thường là khi mà các bạn làm cái này thì sẽ hiểu bản chất những cái công cụ các bạn được dùng đúng không? Như là Word, Excel, thứ các kiểu. À, phông style thì đây là cái chúng ta có thể dùng cái phông style để chúng ta hiển thị cái chữ như là chữ bình thường này hay là chữ chúng ta có thể dùng chữ nghiêng đúng không ạ? Hoặc là phông size tức là để chúng ta hiển thị cái kích cỡ chữ của chúng ta. Link. Link nhìn ngoài để ý là khi mà bạn vào trong web ấy, thì nhiều trang web mà khi bạn click vào đấy rồi thì nó cái trang đấy hoặc là cái link đấy nó tự động nó chuyển sang màu khác đúng không? Mình có để ý đấy không? Thì đấy chính là do tức là người ta dùng cái A 2.link này. Tức là khi mà chúng ta chưa di chuyển gì cả thì nó sẽ set style này. Còn sau khi visit này, đấy, khi mà các bạn hover hoặc khi mà cái link này chúng ta đã kích hoạt, tức là đã được tự chọn. Được không ạ? Thì nhìn nhé, bây giờ chúng ta mới thử. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết những cái size sheet để chúng ta áp dụng cho cái đường link này, như thẻ A này. Thì các bạn sẽ viết như sau. Đây, các bạn viết cho tôi một số cái. Thẻ A này. Đấy. Thẻ A nhé. Tôi sẽ để 5 đúng không? Và phông style. Đấy, mình và cái phông style size của tôi thế là 16 pixel. Đấy. Sau đó thì tôi sẽ dùng cái như là khi mà hover mà. Đấy, text decoration underline. Là tôi sẽ để chữ gạch chân đúng không ạ? Này. Phần width. Sau đó chúng ta sẽ viết cái chữ của chúng ta, màu của chúng ta maroon. Đây có một cái màu tức là màu mận chín đúng không ạ? Cái phông size của chúng ta sẽ để là 18 pixel. Thì các em nhìn nhé, sau khi mà chúng ta up style này thì nó nhạt. Các bạn nhìn này. Đây. Nhìn nhá.
khi mà chúng ta có cái này chắc là bỏ bỏ cái border đi, bỏ này đi đúng không? Nhìn lại nha, nè thấy chưa, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đấy ạ. Thậm chí tôi có thể cho to hơn nữa cho các bạn nhìn rõ. Đây, em nhìn này, đấy, được chưa? Thấy không? Nhìn chưa? Đấy, thì đấy là cái hiệu ứng size sheet khi mà chúng ta sử dụng thẻ link thẻ A. Background chúng ta nhìn rồi đúng không? Họ cho người dùng thẻ list. List thì hôm trước mọi người nhìn thấy chúng ta có dùng một cái list style tile đúng không? Đấy, thì bình thường chúng ta để none, và chúng ta có thể dùng để khác, ví dụ như cái bài cái phần booking này. Đấy, mọi người bây giờ tức là chúng ta cái này, chúng ta muốn là nó đẹp hơn đúng không? Đây. Cái bài này chẳng hạn, hoặc cái file mà tôi gửi cho các bạn lên đây này. Thì chúng ta muốn đẹp hơn chúng ta có thể tuốt lại nhé, thử nhé. Hoặc chúng ta dùng luôn ngay đi. Sau đó các em thử ốp vào cái phần mà tôi vừa hướng dẫn các bạn đấy. Đấy là những cái thẻ này. Bây giờ mình sẽ viết sao chít cho thằng này nhé. Đúng không ạ? Thì mình viết như sau. UL này. Đấy. Nếu viết nhầy tức là nhờ, tức là các cái thẻ này UL hoặc là LI thì áp được style này. Đồng ý không? Thì tôi sẽ padding. Padding như tôi dùng padding gọi padding top là 5 pixel padding bottom là 5 pixel đó, ok không ạ? Đây các bạn nhìn đấy, sau khi mà tôi refresh cái thì các bạn nhìn nhé, nhìn này được chưa, ok không? Sau đó thì tôi sẽ dùng theo kiểu như này, border 1 pixel rất là thú vị đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng cái đường bo này. Đấy, được chưa? Nhìn thấy chưa? Những cái đường đẹp chưa? Đúng không? Sau đó sau này tí nữa cái menu tôi sẽ làm theo kiểu như thế, thì tôi sẽ bỏ cái dấu tích này đi. Đúng không? Thì nhìn nó giống menu. Các bạn cứ thử đi, sau đó tí tôi sẽ. Sau đó chúng ta có thể dùng cái này, chúng ta sẽ mang vào cái bài bài booking vừa rồi đúng không? Các bạn nhìn nhé. Tôi sẽ đưa tôi chỉnh lại cái bài booking cho các bạn nhìn thấy xem. Đây đúng không? Tôi sẽ chỉnh cái mở cái bài booking này ra, tôi sẽ thêm cái size sheet ở bên trong này đúng không? Được chưa ạ? Đấy, nhưng ở đây tôi sẽ thêm cái thằng list này. List này. Style. Style. Tôi để là 5. Đấy, nhìn nhé. Sau tôi chạy cho bạn nhìn thấy là như thật luôn này. Được chưa? Nhìn thấy được mờ mờ không? Nhìn thấy không? Nó hơi mờ mờ đấy. Các bạn thử chạy đi. Hoặc là để tôi cho rõ hơn nhé. Chắc là các bạn sẽ nhìn trên này, các bạn nhìn thấy. Nhưng ở đây tôi để cho cái màu này. Để cho màu này, cho rõ hơn. Nè. Cái gì đấy không? Đấy. Thì đấy là cái mà những cái size sheet áp dụng cho thẻ list. Thì đây nó có như là cycle này, S square này, hình chữ nhật này đúng không? Chữ La Mã này, alphabet này, hoàn toàn áp size sheet này. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng size sheet cho table. Cái table hôm trước chúng ta bây giờ các bạn sẽ làm cho tôi nó đẹp hơn đi một chút đúng không ạ? Cái table hôm trước của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta sẽ tí viết sáng cho nó đẹp hơn tí. Được ạ? Sau đó bây giờ mình sẽ áp sáng cho cái bảng của mình nhé. Đây mình sẽ viết sáng để áp dụng cho cái bảng của mình. Thì ở đây mình sẽ dùng table này. Mình sẽ dùng thẻ TH này, TD này, TR này, TD. Mình sẽ áp cái gì?
Thứ nhất là mình phải áp cái vần border này, một pixel này, soi này, tức là khối liền. Sau đó tôi sẽ dùng cái mã màu này, nó nhạt nhạt thôi đúng không? Rồi đấy, thì sau khi viết nhẹ các bạn nhìn thấy nó sẽ có ngay được cái danh sách này. À, nhìn thấy mờ mờ chưa? Có vẻ để nhẹ thì các bạn nhìn thấy nó mờ quá đúng không? Thôi rồi, tôi sẽ cho nó đậm hơn đúng không? Được chưa? Xóa mình dùng cái border. Đấy, các bạn nhìn chưa? Theo đường. Sau đó tôi muốn đổi màu giống như là một số trang web nó để cứ dòng này thì màu này, dùng này thì dòng này màu trắng, dòng này màu xám chẳng hạn, đúng không các bạn? Thì chúng ta viết nhỏ, chúng ta dùng cái này thôi. Đây các bạn nhìn nhé, thì tôi sẽ để cái background của tôi, background color của tôi để chung luôn cái màu này để cho các bạn nhìn thấy nó rõ đúng không ạ? Đấy, sau đó thì khi mà với cái thằng này thì tôi sẽ trong cái danh sách này các em này, bây giờ mình đang lập trình web tĩnh đúng không, thì mình sẽ dùng như này thôi, class của mình đó, mình để là new này. Đấy, như vậy là khi mà tôi đưa vào như thế thì cái dòng được chưa ạ? Nhìn chưa? Thì cái này thì mình nên để nó mờ mờ thôi, để như thế thì nhìn nó không được đẹp. Đấy, cho màu đi để nó màu xám xám rồi. Thì nhìn tôi chỉnh lại nha. Đây. Và các em có thể thích cho màu khác nữa, không phải màu xám mà màu xanh chẳng hạn. Đây tôi cho màu xanh nhá. Đây các em nhìn này. Cái màu này nó không có cái màu, nó phải giải màu. Cái này hơi ít màu. Đây, ở đây tôi sẽ để cái TH này, tôi sẽ chỉnh lại một chút cái thẻ TH này. Tôi chỉ có thằng TH mới ăn được đúng không? Cái áp màu color này, FFF màu trắng luôn, full size này, 16 pixel này, full width này. Rồi, luôn. Đã nhìn nhé, thấy chưa, nhìn chưa? À, thì nhìn nó ngon này hết rồi. À, mình cho nó padding một chút, padding cho nó to này. Padding của mình, padding của mình để cho được khoảng là 5 pixel này. Đấy, được chưa? Rồi, như vậy em tạm thời ok. Tiếp tục nha. Mình có cái mới để ý này, ở đây có padding thì chúng ta vừa giải thích rồi đúng không? Nếu mà các em ghi dùng padding này thì chúng ta có thể cách trên, cách dưới, cách trái, cách phải đúng không? Còn cái border thì chúng ta vừa ghi, tức là đây là cái độ lớn của cái đường viết của chúng ta đúng không? Cái nét vẽ của chúng ta đấy, độ dày của nét vẽ đúng không? Border sau đó thì đây là độ lớn của nét vẽ. Đây, thì bình thường khi mà dùng theo sheet thì các em để ý nhé, với một nội dung. Sau này với những người mới như các em thì các em sẽ hay bị nhầm và cái tính toán sai, dẫn đến việc là có thể cái size sheet của mình nó bị vỡ, dẫn đến việc vỡ trang web đúng không? Thì
thì nhớ là tính là kích thước thật của nó phải bằng gì, content này cộng với gì padding này cộng với border và cộng margin, thấy chưa? Ok không ạ? Thì nó mới ra kích thước thật, đồng ý không? Đấy, mình cộng ba cái này mà cộng 1 này 2 3. Ví dụ như content của chúng ta đây. Các em ghi nhìn thấy nha. Thế mà width này thì các em chỉ cho tôi là kích thước thật đó là bao nhiêu. Mời thử chỉ cho tôi xem. Thế mà chúng ta ghi này thì kích thước thật width của nó là bao nhiêu? Width của nó thật là bao nhiêu nhỉ? 250 này. Có bao nhiêu? Ha? Bao nhiêu? Cộng với bao nhiêu nhỉ? 25 á? Hả? Cộng 15 á? Nghe á? Không đúng. Tại vì padding này, padding thì ví dụ như width thì padding là left và right đúng không? Left và right hai bên đúng không? Thì nó phải là gì? 10 này nhân với 2. Đúng chưa? Cái này nó là padding left cộng với right mà. Đúng chưa? Sau đó thì phần cái phần border không thế, mình cũng sẽ là 5 này nhân với 2, tức là border của mình nét này cộng với ra, thấy chưa, đúng không? Và cộng với margin nữa, cộng với margin thì cũng là 10 nhân 2, tại vì có margin này nét cộng với ra, đúng không? Vậy thì phải bằng 300. Đấy, cái thước thật nó phải bằng 300. Đó ạ. Có hiểu ai không? Chú ý nhé. Tại vì đây này, mình trở lại cái này. Cái này đúng không? Thế mà width của nó thì phải bằng cộng cái này chứ, đúng không? Nếp này, đúng không các bạn? Right này, đúng không? Đúng chưa? Còn nếu mà 2 thì lại gì? Top này, bottom này. Đấy chưa? Chú ý cái này nhé. Thì đây là cái mà người để ý về cái này cho tôi. Thì ngoài cái solid này mình dùng rất nhiều đấy, thì nó có một số thuộc tính nữa, như là tạo cái đường nét đứt này, đúng không? Hoặc là tạo đường nét nổi 3D đấy, outside hoặc là inside. Thì các em có thể thử để hiểu rõ hơn về cái thằng border này. Thì dùng offset nhé, thử cái thằng offset này cho các bạn xem nhé. Đây này, offset outside. Đây, xem outside nó nhỉ. Thực ra cái này nó đang, vì nó đang ấy quá, nó đang nhỏ quá nên các bạn không nhìn thấy. Đây, outside nhé, nhìn này. Cũng không nhìn thấy. Không, nhưng mà ở đây như có vẻ như nó đang vì ở tôi kia thẻ. Không, tại vì ở đây do cái thuộc tính này này. Bây giờ tôi bỏ thuộc tính này đi nhé. Đây, tôi bỏ thuộc tính này đi các bạn nhìn thấy. Đấy, được chưa? Nhìn chưa? Hoặc là inside nhé. Tức là cái này nó sẽ ra ngoài. Còn inset này. Inside. Nó có sự khác biệt đấy. Nhưng mà ở đây như là của chúng ta. À. Đấy, tôi để màu này. Nó ăn chìm vào đấy. Rồi. Anh nhìn thấy chưa? Đấy, nó tức là nó sẽ giống như kiểu cái hình chóp này này, nhìn chưa? Cái thuôn nó nhẹ đúng không các bạn? Nó hình cái kiểu hình cái mũi này nó truyền này. Thì nó hướng về các bạn, nó sẽ nhìn nhỉ? Đúng không? Nhìn như cái đoạn đôi giày nó nhé. Nó giống như kiểu thỏi vàng nhé. Đấy, đấy chính là thỏi vàng. 9999. Các bạn để ý với em.
đúng không? Thì đấy là cái style của nó, thì đấy là minh họa thôi, đúng không ạ? Thì đấy là cái các style khác của border. Chúng ta margin, margin tức là cách lề đúng không? Margin thì nó có, thì các em để ý là vừa giống như phần padding ấy, thì với margin thì nó cũng có phần margin top này, margin bottom này, margin right này, margin left. Trong trường hợp nào khi chúng ta dùng bốn cái thuộc tính này, trong trường hợp nào chúng ta dùng chỉ margin không, khi chúng ta tức là cái kích thước là gì, cách trái, cách phải, cách đáy và cách gì, cách trên giống nhau thì chúng ta chỉ dùng margin thôi, đúng không ạ? Giống nhau này, các em dùng nha. Đấy, margin. Đấy, thì tất cả trên dưới trái phải nó cách nhau thì 10 pixel. Nhưng nếu mà từng cái phần mà các bạn muốn định nghĩa là khác, giống như kiểu các em in khổ giấy đấy, nó khác nhau đúng không? Top các bạn muốn là để muốn in thôi, dưới là không phải lắp in thôi, đồng ý không? Vân vân. Thì lúc đấy thì mình nghĩ ngay việc là mình sẽ phải gì, dùng từng cái thuộc tính này, thấy chưa? Nói tóm lại trong cái phần hôm nay thì chúng ta đang dùng là gì? Chúng ta đang dùng về size sheet. Thì bản size sheet này làm gì? Để giúp chúng ta có thể tìm bố cục của chúng ta, trang trí cho cái website nó sinh động hơn, đồng ý không? Và cái lợi ích của nó là gì, là chúng ta sẽ tổ chức thành một cái file .css để sau này mình tùy chỉnh nó dễ dàng hơn, đồng ý không ạ? Thì đấy là cái mà chú ý là trong cái nội dung của cái phần này. Thì về phần này em nhìn nhé, các bạn nhìn này, trong này thì tôi đã đưa bài tập, có cả file bài tập đấy, thì tôi sẽ đưa thêm phần bài tập thì hướng dẫn qua này để buổi sáng thứ sáu mình làm. Thì về một người làm từng bước từ bài đơn giản đúng không, cái bài phức tạp, thì trong này có một cái bài gọi là dạp chiếu phim. Thì cái bài này thì với mọi người thì để các bạn ôn lại kiến thức về HTML và CSS thôi, nhưng với cái bài dạp chiếu phim này này, các em để ý này, thì tôi yêu cầu mọi người làm sao là gì, dựa trên cái size sheet tôi cung cấp đúng không, dựa trên ảnh và một số như bài tập 4, bài tập 5 nữa, thì dựa trên cái hành hình ảnh này và vừa dựa trên cái ảnh mà tôi cung cấp và size sheet đấy, các bạn sẽ cắt ra được một trang web nha, dạng HTML, được chưa? Mọi người hiểu ý không ạ? Thì đấy là cái chú ý về cái phần bài tập nhé, để buổi tới chúng ta sẽ làm việc thực hành về phần này, cũng như là tôi sẽ đưa thêm phần 3. Commit là tôi sẽ đưa tài nguyên lên, tốt nhất là các em nên cố gắng tham gia nếu mà bạn nào không vướng bận gì, đúng không ạ? Rồi các em update về đi. Sau đó thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tạm thời chúng ta nghỉ đây.